Xin chào, chào mừng quý khách đang xem trên trang fanpage của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và thành công. Công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai xin giới thiệu với quý khán giả một bộ bàn ghế mẫu mới tên gọi là bộ tời Moon. Bộ tời Moon được thiết kế bằng các xúc gỗ rất là to, hoành tráng và đẹp. Và cái cột gỗ, cái chương ghế của nó thì là bằng cái cột và đục một chút mây. Các cái tay của nó thì là nguyên cả một xúc gỗ, nó rất là đẹp và nó đơn giản nhưng mà sờ vào thì nó rất là mịn, mềm và mát. Cái bộ bàn ghế này nó rất là phù hợp ở các ngôi nhà như là các ngôi nhà Vinhome hay là những ngôi nhà biệt thự hoặc là những ngôi nhà tân cổ điển thì nó cũng rất là phù hợp. Nhưng mà nó rất là phù hợp ở những cái biệt thự sang trọng đẳng cấp. Nếu như mà có cả cái view như là các cái cửa kính ra bên ngoài thì cái bộ bàn ghế này nó gần như là khoe một cái không gian sống. Nó rất là đẹp, nó rất là sang trọng, đẳng cấp. Và cái đường nét thì nó chủ yếu là tinh tế, sang trọng nhưng mà lại cực kỳ hiện đại và đẳng cấp, để phù hợp với những lớp trẻ thời nay. Ví dụ như là các bạn trẻ thế hệ 8X hay là 9X hay là 2000, để các bạn có thể yêu thích đồ gỗ đồng kỵ thì làm thế nào để khi mà sử dụng thì nó vừa êm ái, vừa mềm mại, vừa thoải mái nhưng mà nó vẫn rất là sang trọng, thì đây là một trong những bộ bàn ghế mà đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu đấy. Trong nhiều năm thì công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai cũng như là làng nghề truyền thống Đồng Kỵ đã ra rất là nhiều các sản phẩm mới, nhưng mà những sản phẩm này cũng thuộc diện là rất là hot, được rất nhiều người sử dụng, tin dùng và yêu quý. Với một không gian phòng khách khoảng từ 30 đến 40 mét vuông thì quý khách sẽ kê được bộ bàn ghế như thế này. Bộ bàn ghế này được thiết kế do một đội thiết kế ngày xưa là họ đã xuất khẩu sang Đài Loan cũng như là sang Hồng Kông, sang Singapore, các cái nước mà họ thích đơn giản, hiện đại, đẳng cấp. Sau đó thì thiết kế để người Việt Nam mình dùng. Cái bộ bàn ghế này nếu mà để ngồi thì rất là sang trọng, sang quý. Công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai với số 1 Đồng Kỵ từ Sơn Bắc Ninh. Khi mà quý khách đến với ngã tư thì có một nhà 9 tầng đồ gỗ Hướng Mai tọa lạc ở ngay số 1 Đồng Kỵ, với rất là nhiều chủng loại cũng như là mẫu mã, từ bàn thờ trên tầng 9 hoặc tầng 8 là gỗ chắc, tầng 7 là các loại gỗ mun, tầng 6 là toàn bộ giường tủ, hay là tầng 5 là các bộ Louis mẫu của Pháp, tầng 4 là các bộ Minh Quốc đào, rồi Minh Quốc voi, Minh Quốc công phượng, Minh Quốc nghê, rất là nhiều bộ Minh Quốc. Tầng 4 thì tất cả các bộ bàn ăn hay là bộ trường kỷ hay tủ chè. Tầng 2 thì là những bộ đơn giản, hiện đại, vừa tiền. Ở tầng 2 những bộ như là bộ như ý hay là các bộ đơn giản, hiện đại thì ở ngay tầng 2, và tầng 1 thì tất cả các mẫu mã. Quý khách nếu mà quan tâm thì hãy đến với số 1 Đồng Kỵ công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai để được xem, mua hàng, tham quan và được tư vấn trực tiếp. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe và yêu quý trang đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai trong nhiều năm qua. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và một năm mới đến gần có đầy đủ năm phước báu của Đức Phật, sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Xin cảm ơn, xin chào.